Alo, Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta quay trở lại ngày 25 nha. Tại vì dạo gần đây tôi hơi bận làm bài luận tí á, nên kiểu không có thời gian chơi á. Thì tôi mong là mọi người nên cố gắng chịu khó cày giùm tôi nha. Thì vẫn như mọi khi là tôi sẽ cố gắng tôi vào làm xong nhiệm vụ hàng ngày rồi xong ok thôi. À, bên nói thêm một điều á, là mọi người hồi nãy thấy cái gác cha chúng ta đã đổi sang nhân vật limited riêng là Kuka và chúng ta không nên quay nha. Tại vì Kuka Oedo là sau này sẽ kiếm được. Nếu mọi người chịu khó coi cái clip mà những tướng limited của tôi á, mọi người sẽ không thấy Kuka Oedo ở trong đó. Tại vì con này kiếm được sau này nên mọi người không cần phải quay. Mọi người nên để dành kim cương để quay tướng limited xong mà Saren thì tốt hơn. Còn cái đường link thì tôi để ở cái phần chú thích ở ngày 10 đó, mọi người chịu khó vào coi nha. Đường link mà bạn nó kêu là kiểu là cho em biết cái ngày khi nào mà ra banner mới, khi nào ra con nào quay trong các cha mà cho mọi người biết luôn, rất là tiện. Ok nha. Rồi, một vấn đề nữa là tôi cũng thường hay nói á, là mọi người á, chơi kiểu như tôi á, là kiểu là mọi người không có tướng ngon thì mọi người phải chịu khó cày. Tại vì thật sự hồi đó tôi chơi cũng chả có tướng ngon gì đâu, nó thật á. Cái con ngon nhất mà tôi có á, thì chắc chỉ có mỗi Ilya thôi. Mà hồi đó tôi chơi Ilya lại không biết sắp điều hành như thế nào nên khá là buồn cười. Sau này tôi sẽ ra clip đôi điều tâm sự cùng với anh em phần 3 thì mọi người sẽ hiểu cái quá trình hồi đó tôi chơi như thế nào. Tới bây giờ thì ạc tôi thì cũng thọt lắm chứ cũng không có mạnh gì mấy đâu, chỉ được cái là cày lâu gì thôi ha. Chúng ta bị đánh rớt xuống rồi, nó xuống hàng 2000 mấy rồi. Không sao. Tôi nghĩ là sẽ nên cố gắng nâng nâng Rima lên cao một tí, tăng sao chuẩn bị. Ok, Kokoro tặng cho chúng ta Vri mảnh. Ok, biết rồi, quét ải thôi. Hình như sự kiện vẫn còn mà đúng không? Cái này thì tết tôi nhớ không nhầm, hình như là tôi kiếm được ấy nhờ, tôi kiếm được Kuka rồi mà ta. Để tôi ghép Kuka hình như đủ ấy mà, vẫn chưa đủ à, thiếu 3 mảnh. vài đái thiếu 3 mảnh à. 3 mảnh thì quét trong đây cũng ói ra thôi, tuổi gì đấy cũng ra thôi. Ra không? Ok, cấp sắm 3, cảm ơn nha. Ủa, lúc cuộc không ra thiệt luôn á trời. Quét gì mà méo đủ luôn. Thịt mày ảo quá. Mua thế lực hàng ngày, mua sao đụng đó con số 60 thì mọi người dừng là ok. Nếu mà nhớ không nhầm thì cái gác cha huy chương của chúng ta đang vẫn ở like 3 đây. Chúng ta sẽ nhận được 30 mảnh Kuka mà chúng ta sẽ ghép được Kuka này. Kuka là tướng 2 sao cho có 45 mảnh thôi. Lại 4 là Monica nè, Monica 40 mảnh, 65 mảnh là 65 mảnh, là chỉ còn thiếu cái tầm 35 mảnh nữa sẽ ghép được Monica. Thì Monica là tướng 3 sao, phải không ta? Hay là 145 mảnh thôi, không nhớ nữa. Để tôi kiểm mà thử coi. Nhưng mà như gì vẫn ok. Để tôi kiểm mà thử coi Monica tốn bao nhiêu mảnh. Monica tướng support cũng khá là tốt, 145 mảnh lận. Khó. Khi mà mọi người chơi cái sự kiện á, mọi người đụng tới cái line số 5 này nè thì mọi người có thể ngưng. Ok, chơi đụng tới cái line cuối cùng á thì mọi người có thể ngưng. Còn mọi người thích thì mọi người có thể chơi tiếp cũng được. Tôi đang hơi đói kim cương nên tôi sẽ chơi cái này ha. Ok. Thiếu vé quét thì mua thôi. Cái 180 kim cương này thật sự cũng không còn nổi, nó quá đắt đâu. Nó đụng tới số 40 thì mọi người ngưng nha. Thiếu lắm thì mọi người mới mua chỗ mạnh 40 thôi, còn không mày đừng ngưng. Tất khúc đó đừng có ấy nữa, tất khúc đó đừng có mua nữa, uổng lắm, uổng tiền. Skip complete cho nó nhanh đi.
Đó, skip complete nữa. Rồi. Chúng ta boss tích kịch chúng ta có 257 mảnh. Quái ho thì chúng ta hình như đã ăn được một lần rồi đúng không? Đúng rồi, total victory một lần và ăn được một lần. Chúng ta không đủ mạnh để chơi được nó nên kiểu chúng ta sẽ đánh cái này thôi. Lại thiếu vé quét. Ê bro. Cho mình có vé quét đi. Khó ở vậy, cho mình có vé quét đi mà. Đánh từng lần thì lâu lắm. Giờ mình thử mình gắt cha thử. Ý tôi quên mất phải chỉnh. Mọi người chỉnh cái này hàng số 100 là đó, đỡ tốn thời gian. Không ra. Ra không, ra mảnh cư ca đi. Vẫn không ra. Lỉ nha. Thiếu quá, thiếu thốn quá. Mua thêm thôi. Ok, 6 lần quét nữa. Tiết kiệm thời gian chút cái nha. Ok, đánh bài 30 lần. Mọi người tùy vào cấp thì mọi người có thể lừa boss mà đánh nha. Nếu mà mọi người trên boss 20 cấp thì mọi người cứ việc đánh đánh boss dựa vào cái lượng cấp của nó. Nó cấp 50 mấy bạn cấp 70 đánh là ok. Còn nó cấp 30 thì mọi người cấp 50 đánh là ok. Thì tôi đánh tôi cũng dựa vào cấp gì thôi chứ cũng không có gì hết. Còn cái mini game này mọi người thích thì mọi người có thể chơi nha. Tại vì nó tặng quà mana rất là nhiều và cũng có kim cương nữa. Ok. Thì để tôi chơi thử cho mọi người coi nha. Thì nó có nhiều kiểu chơi lắm. Thì đầu tiên như vậy nè. Đó. Thì chúng ta phần thưởng là ok. Còn gì gì thì là bay lên trời nè. Đó. Cái gì là bay lên trời. Đó, kiểu có mana free mà. Còn lần này là đụng tùm lum tá lả đồ cái kiểu đồ. Mọi người tích được đủ số km thì mọi người nhận được phần thưởng khá là nhiều thôi. Cái gì đâu. Tôi nhớ cái lần mà nhiều nhất của tôi là tôi được 11.000 mét. Khá là ảo 11.000 mét. Má ảo ma Canada. Ok. Thì chúng ta sẽ vào kiểm. Kiểm như anh ấy cho về disaster ra. Ok. Cái này thì mọi người bay 10.000 mét, 12.000 mét, 20.000 mét nè. 30.000 mét. Ok, 30.000 mét. Cái này là mọi người đào hố nè. Đó. Còn cái này là mọi người làm cho nó chóng mặt. Ủa, chưa chóng mặt hả? Chưa chóng mặt thì làm lại. Chưa chóng mặt thì làm lại. Chóng mặt đi. Ok. Rồi. Còn để càng cao để mà chéo chéo cao gì là sẽ biến thành rocket khá là vui. Ok. Ồ chúng ta vẫn chưa được cái chống mặt mà ta. Ospuna có rồi à. Nhiều con chúng ta chưa gặp lắm thì mọi người cứ chơi này vui mà. Chơi như tôi này vui. Ê hey bro, sức gió ảo ma Canada thế bro. Chỉ khó tích 30.000 km là ok rồi. Cái anh ấy rồi disaster thì mọi người không cần ấy đâu. Mọi người không cần phải full nó đâu. Full thì cũng ok nhưng mà kiểu cũng chả thưởng thêm cái gì đâu. Mọi người cứ đủ km cho mình là được.
Ok. Cả bộ ngày hôm nay là tôi làm ấy luôn rồi. Tôi làm về chơi chơi sự kiện cư cao luôn rồi. À không phải, chơi chơi mini game cư cao nữa. Lâu lâu mọi người được con chim gấp hay là mọi người bị sấm sét đánh nữa, vui ghê, mắc cười. Sấm sét đánh đó. Rè thành cái chuối chà bụng xuống phía dưới ảo. Đó, sấm sét nè, cù nè, ống phun nước nè, chim nè, sấm sét là chuối nè, gió nè, ok. Đó, mọi người thấy ông gần đầy rồi đó. Chúng ta mới có 17.000 m, còn nhiều. Bây giờ chúng ta xa nhất chỉ mới có 4.000 km, 4.000 m thôi. Còn khá là lâu. Tích sao cho tôi sẽ cố gắng chơi sao cho đủ 30.000 m nha mọi người. Chơi sao cho đủ 30.000 m đó. Đây là trời mưa nè. Trời mưa thì mọi người sẽ bay chậm hơn. Ăn chuối thì bị trượt thôi đó. Ok luôn. Ta được 21.000 km rồi. Giờ chỉ còn còn 9.000 mấy á, để mọi người lên được 30.000 m là ok. Mà được 30.000 m thì sẽ nhận phần thưởng thôi. Ui. Đừng không. Ăn cái quả kia cái đang bay ngon lành cây nhà ha, mọi người thấy không, nhận phần thưởng khá là rất là nhiều, đừng có bỏ cho mọi người. Ê, tôi lộn qua rocket rồi, lộn qua tên lửa rồi, lộn 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 lộn, còn có 4.000 m nữa thôi, cố lên. Có con chim tới gấp đi, có con chim tới gấp đi. Không có chi mà tiếc à. Ok. Mười 7.000 m. Đó, gió thổi cái là đừng có cho cái chuối, đừng. Đó, phải cho Ayumi thổ quạt đó. Đớn, trời ơi, cứ ăn cái thông gió cái này, ăn cái lốc xoáy cái nè. À, ok, 30.000 m rồi nha. Chúng ta nhận được full phần thưởng rồi. Ok. Thì chúng ta sẽ vào nhà guild và chúng ta đặt nó ở đây. Đây. Chúng ta không có tiền mua cao tốc mít nè, chúng ta đánh thắng thì chúng ta đặt nó ở đây, thì sau này nó sẽ cho mọi người stamina là thể lực, khá là ổn. Đâu rồi, ủa nhạc thì chúng ta còn thiếu, mà từ từ sau này dư chúng ta sẽ mua. Ủa cái phần thưởng phần để tại phát đâu rồi ta? Storage thì nó phải nằm trong đây chứ nhỉ, không hiểu nổi. Tôi mới mua về mà, ủa mới nhận được mà, đâu rồi, kỳ vậy. Ồ, không có thiệt luôn. Ôi,
kỳ cục á. Vanita shop thì mình shop là chỗ mua mà. Storage đâu rồi? Storage thì phải có nó chứ. Plan Parkion order không có luôn. Nói thì kiểu gì nha. Vậy đó thì à, tôi cứ vào bó thì đủ rồi. Khó ghê á, có thiếu có mấy mảnh à mà cũng không được nữa, miễn thiếu mấy mảnh cư ca thôi khó quá. À. Thôi nhanh nhanh lên giùm. Bắn không chết 4 mà chết 2 và nửa cây mấy con kia. Cũng ok. Tạm ổn. Ok, giảm giáp xuống, ok, bắn sẽ thấm hơn. Đó. Ủa. Vino nổ lần nữa đi hết luôn. Đó. Hàng cao nhất chúng ta là 1600 mấy nên kiểu cái này thì mình thấy hơi thiếu thiếu. À, ok. Thám rõ ràng cái nhà guild là nó kêu là có đồ mới. Đồ mới không phải là cái nhạc đâu. Nhạc chúng ta có thể từ từ bu sao. Cái vấn đề ở đây là tôi thực sự tôi không hiểu nổi luôn là cái kia đáng ra phải được nhận về rồi chứ nhờ. Cái gì kiểu gì luôn á. Sếp tôi chắc không phải cái này. Và tặng đi. Tặng cho Chun đi. Tặng Chun, tặng Digita các kiểu đồ. Tặng xong mọi người có thể coi Bon Story á. Coi chuyện. Coi Bon Story để tăng lên. Nhưng mà cá nhân tôi thì hồi đó tôi có coi rồi nên tôi không có coi nữa, mọi người tự coi ha. Đó. Cho nó mạnh mạnh lên tí. Mấy lại cũng cho mấy bạn kim cương nữa, khá là ngon. Rồi. Và phần story thì bởi mọi người tự skip, mọi người tự coi. Nhiệm vụ hình như là chúng ta làm gần xong rồi. À mà chúng phải vào nhận ở trong quà tặng, tôi quên mất. Đó mọi người đây là thấy cái cúp không? Đó mọi người phải vào nhận mới đúng, tôi quên mất đấy chứ. Thảo nào tôi kêu ủa sao lại ta mình thắng rồi mà sao không thấy cái kiểu đồ mấy. Đây nè, vào storage nè đó, đặt cái cúp ở đây. Đó, đẹp chưa? À, vào nhận nhiệm vụ. Mỗi ngày tích được cái 20 kim cương à, nghèo nàn rách nát lắm. Tăng cấp nhân vật hả? À, đồ hình Gray thì... đồ hình Gray thì còn khá là yếu, năng Gray lên chút nữa đi. Đó, cái năng Gray đi khỏe lên chút. Misato cũng yếu nè. Ok. Rồi, nhận nè, rồi. Đăng chỉnh. Chúng ta còn nhiêu phút nữa à? Còn 23 phút nữa không sao. Và lăn trình chúng ta đánh là vừa. Chúng ta bị kẹt ở ải số 6. Tại Miyako nó y ba quá. Miyako nó gây sức thương phép là mọi người kiểu lăn trình. Hầm ngục. Ta hình như chết gần hết nhân vật rồi. Ừ chết gần hết rồi. Thử đồ hình của Ray thử coi nha.
Vậy chúng ta bây giờ chỉ cần một tiền quân tốt thôi. Tiền quân thì thôi để cho Jun đi. Ok. Đấy giờ là Miyako mà chúng ta không có. Ok thử nha. Này tôi để chậm chậm một tí. Đừng, đừng mới vô hồi máu. Tôi muốn coi thử Ray đánh nhau thế nào. Trời ơi. Con này nó ấy quá, imba quá. Con mui mi á, imba quá. Đánh không có trúng đâu. Ủa trúng hả? Trúng trúng mày rút luôn. Tôi tưởng là Ray là kiểu chim một là giúp miễn nhiễm mọi loại sát thương chứ. Mấy ảo ma vậy. Ảo ma cái đó đa. Có Akari giảm giáp phép rồi mà ta. Akari giảm giáp phép mà. Kokoro vào cái là bị đá chết luôn. Miyako vẫn im bà quá. Chun chết trước khi xài chiêu thì sao chơi. Rồi vẫn như cũ. Ray thử coi. Ê nhiêu đêm. Chết ba kìa. Ảo. Misato hồi máu đi Misato ơi. Trời ơi hồi chậm quá. Mới vô hồi nãy nó lỡ nó làm mất hồi máu mới chết chứ. Từ từ nha. Tắt cái auto đi. Tắt cái auto đi ok. Để đó. Ray một nổ chết ba ảo nha. Ảo ma cái đó đau. Đây nè. Hồi máu nè. Đó. Hồi được một tí. Ray gánh tim được không Ray ơi. Ray. Một nổ chết ba. Ray cũng là một cái thứ gì đó. Ảo ma nha. Ok Ray. Ray cố lên Ray ơi. Cố lên. Đừng không đừng. Vậy là Chun chết kệ nó. Hồi cho Ray thôi. Hồi cho Ray chúng ta. Cái này thì mọi người cố gắng chịu khó leo càng cao càng tốt thôi chứ cũng không có gì hết đâu. Cũng không thấy giúp được gì nhiều. Cô không thấy giúp được gì nhiều. Để này đi. Có làm chón gì nè. Thử chẳng đây. Nếu mà Chun được thay bằng Miyako là quá tốt. Ta cứ để auto nha. Ý đừng 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 tôi quên mà. Chà tí lỗi tôi quên quên quên. Mới vô để auto làm cái gì đâu cần hồi máu đâu. Tắt cái này đi. Tắt cái đó đi cái đã. Tôi nghĩ đồ hình này chúng ta qua được. Chúng ta qua được. Ray một nổ chết 4 khá là ảo. Rồi, đánh đi. Hay lắm. Hay quá, hay quá. Đừng. Gì vẫn chết kìa. Hay quá, Ray ơi. Ray nổ nè, Ray nổ nè, Ray nổ nè. Chết ba nè. Chết hai. Chứ có gì có kháng phép nên sẽ trụ lâu một tí. Nhưng mà vẫn không trụ được đâu, ok. Thì nếu là tiền quân chỉ cần trụ trong một tí là Ray cân hết rồi. Ray cân hết. Đồ hành tiền quân trụ trong một tí. Shinobu đi. Shinobu hay là Misaki ta. Thôi thêm thêm nhỏ này luôn. Full phép luôn. Cho full phép luôn. Auto nha.
Ray là đêm chính mà chết thì không đánh lại được đâu. Phải có con bảo kê cho Ray à. Ray mà chết đánh đấm gì. Nó đi hết luôn à. Vẫn không đi. Hay quá, Misato hồi máu. Rồi. Ok. Chúng ta thật sự cần một tiền quân khỏe như là Miyako hay Kuka là ok rồi. Còn lại là Ray lo hết. Leo cái này càng cao càng tốt thôi chứ cũng không có gì. Tiền quân còn ai không? Nhất đã Tamaki vô. Là Tamaki bốc hơi luôn. Vãi vãi chưởng à. Ôi không, thua rồi. Thì bản thì quân ngon quá. Rồi. Không sao, không sao. Đúng mà tôi build cái team này là tôi đã tính toán kỹ rồi mà, là Akari có giảm giáp phép mà ta. Có giảm giáp phép, có tăng giáp phép. Đâu rồi? Đây nè. Đây, giảm giáp phép nè ha. Giảm giáp phép thì đánh thì thốn hơn. Tiền quân giờ có mỗi Shiryu là trụ khỏe thôi chứ. Chun thì cũng ok nhưng mà thực sự cũng không mạnh lắm. Chun thực sự cũng không mạnh lắm. Chưa chưa tới thời mà. Chưa tới thời. Thì để tôi ra tôi nhận nhiệm vụ ở return thôi, chúng ta không đánh lại. Ngoài nhận nhiệm vụ. Rồi, ok, hôm nay tôi làm clip tới vậy thôi nha. Mọi người chịu khó cày hôm nay ngày 25 thì mọi người vẫn ở i8 cho mình là ok. Bye bye.